Sáng ngày 18 tháng 8, tại Bản Căm, Ủy ban nhân dân xã Tam Văn đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Tham dự ngày hội có Thượng tá Lê Văn Ổn, Phó trưởng Công an huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, thành viên Ban chỉ đạo an ninh trật tự, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã, cán bộ và nhân dân Bản Căm. Trước khi bước vào buổi lễ là chương trình văn hóa văn nghệ chào mừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với gần 10 tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước cùng những giai điệu vui tươi của các ca khúc truyền thống công an nhân dân đã đem đến ngày hội một món ăn tinh thần vô cùng ý nghĩa và đặc sắc. Những năm qua, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an địa phương và sự đồng lòng của nhân dân nơi đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được duy trì, củng cố, phát triển. Nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định, đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Lực lượng công an xã đã tham mưu xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự có hiệu quả, được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an xã phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở. Phát huy truyền thống 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, xã Tam Văn đã triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo nhiều phong trào, tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực và nhân rộng hiệu quả. Tiêu biểu như các mô hình toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, hội cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, đoạn đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, mô hình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gắn với phong trào quản lý con em gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ, thu hút nhiều quần chúng nhân dân tham gia, góp phần trực tiếp vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thượng tá Lê Văn Ổn, Phó trưởng Công an huyện đã biểu dương chúc mừng những kết quả xã Tam Văn đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội, địa phương cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chủ động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở khu dân cư, cải tạo, tiến bộ, hòa nhập với cộng đồng, thực hiện tốt cuộc vận động, phong trào thi đua, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, Bản Căm đã có một tập thể và hai cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.